Dạ, chào các chú các bác cùng các anh em mình nha. Hôm nay ngày 5 tây tháng 10, ngày cuối tuần, chúc anh em vui vẻ nha. Thì hôm nay em có ít món đồ gửi đến anh em tham khảo ha, đồ nghề cũng như những cái bình giữ nhiệt ở đây. Thì ai thấy được alo cho em 0916 685 856, gặp em Bình ở Lê Dung Đồng Tháp nha. Thì anh em mình lưu ý kỹ những món hàng của mình nha. Xin thông báo luôn anh em mình những cái đơn đặt em đó, em gửi xong hết rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ tham khảo thêm, anh em nào thích thì mua, còn không thích thì xem cho vui giải trí ha. Hình thức mua hàng thì ai quen thì em ship code bình thường, còn những ai thì mới thì đặt cọc cho em ha, không mà chuyển khoản thì em bao ship. Nói chung cũng rất là cần tiền anh em, đang mình đi xây vốn là mình đi lấy bãi nó hàng về, khi hàng gửi cho anh em cái 10 bữa em mới lấy tiền được, cho nên là rất là khó khăn trong cái việc vốn ha, nguồn vốn em cũng ít cho nên là rất là cần tiền anh em mình chuyển khoản thì em rất là cảm ơn. Nhưng mà hàng ở trên clip làm sao là em gửi cho anh em y như vậy nha, cứ yên tâm chuyện đó. Còn em hứa giao hàng cho anh em ok, nhắn tin trong cái tin nhắn của anh em hỏi em hay gì đó em trả tin lại ok là chắc ăn sẽ có hàng anh em, đừng có lo lắng nha. Cho nên là nhiều khi ở xa xôi rồi khi bưu điện nó vận chuyển cũng hơi lâu thì anh em mình thông cảm ha, chứ em chốt hàng em ok rồi là anh em cứ yên chí, những cái món hàng chắc chắn sẽ tới nơi anh em, có điều là sớm muộn thôi ha. Rồi quay sơ những cái món hàng mình hôm nay em có và bao nhiêu đây ha, chỉ bao nhiêu đây thôi đó. Còn rất là nhiều anh em, nhưng mà trong một clip mình không thể nào mà làm hết tất cả được, cho nên là hôm nay bán đồ ngày, ngày mai bán đồ pin, bữa nào và bữa khác thì bán đồ hơi gì đó, đồ điện được tùm lum hết á. Rồi nói chung là vào những đề chính luôn, em cũng làm mất thời gian anh em hết 2-3 phút rồi. Đề thứ đầu tiên là một cái cảo ha, cảo này của Super, cảo của Gia Băng luôn ha. Đây đó, cảo của sợi Gia Băng ha, Gia Băng ở đây đó, Super ở đây ha. Thì cảo là cảo Nhật hết đây nè, cứ yên tâm cái chuyện mà hàng không có giỏm ha. Ok thì để em đo cái hết hành trình của nó là bao nhiêu thì em báo với anh em luôn. Thì em đo nó từ đây ha, từ cái miệng này xuống hết cái hành trình nó là khoảng một tấc sáu anh em, một tấc sáu nha đó này ha, rõ ràng ha, tấc sáu. Rồi bề ngang của nó là em đo ngay cái chỗ này đi ha, chỗ giữa này ha, độ bung hay là em đo này nè, chỗ giữa này, khoảng giữa này là một tấc 350 ha, là một tấc 4 á. Chỗ này là thì em đo cái chân chỗ cái phần này đi, cái phần cái chữ T ở trên nè, một tấc ha đó. Rồi thì nói chung là cái này em đo như vậy thôi, còn anh em là muốn kỹ hơn muốn em đo nữa thì em cũng không gạnh này đâu, thì em muốn đo cái gì đó thì Zalo em đo cho đó. Thì từ chỗ này nè xuống đây là nó có tầm khoảng một một tấc sáu ha, đó. Ngang đây nó tầm một tấc tư ha, trên này cái ngay cái thanh này nè, cái thanh này qua đây nó tầm một tấc ha, đó. Mình biết là mình mở miệng cho nó chính xác đó. Còn chiều dài cái cây này nè, chiều dài cái cây này nó tầm khoảng hai tấc mốt 50 ha. Nè, em đo từ chỗ này hai tấc mốt 50 anh em. Rồi thì hai cây là cái miệng người ok hết ha, cái miệng chủ yếu cái này nó không có dạt, dạt mình cảo là không có được nha, còn cái miệng này còn ok nè ha. Cảo Nhật là anh em đừng lo lắng cái chuyện mà mình cảo đồ nó bị ruột ha, miệng rất cứng, thép chỗ này nó làm rất cứng này nè. Rồi cái này Super nó còn rất là mới nha anh em đó. Rồi cái này chốt giá cho em mã số 1700 ha. Thứ hai là một cái kìm cộng lực ha, cán còn rất là ok luôn, của thằng MCC nè, MCC là anh em rất là gần nè ha, đó MCC nè, Gia Băng hết ha, MCC nè, logo dấu vết Nhật còn đây nè ha, chiều dài 350 anh em, miệng của nó nè, thì cái kéo này là chủ yếu cái miệng thôi, đây Gia Băng ha,
sao băng đó, sao băng ha, MTC sao băng còn đàng hoàng ha. Đó, còn cái miệng đó nè, em cắt qua bên 10 thử là rất là ok luôn, rất là bén luôn, rất là thích. Đó, con này chiều dài 350 nha anh em. Đây, em cắt cho. Để em cắt cái bên 10 nha. Rồi. Cắt thử rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Nè, cái nữa nè. Đó, rất là nhẹ nhàng anh em. Không có đơn giản, rất là nhẹ nhàng, không có phải dùng lực gì chứ. Rồi, 350.000. Mã số 2 nha anh em. Mã số 3. Một số 3 là một cây mỏ lết thường ha. Mỏ lết thường chứ không phải mỏ lết găng, mỏ lết thường. Thì chiều dài 300 mm ha. Rồi chữ nó là cái hiệu nó là chữ tiêu, chữ tin gì nè ha. Thì nói chung là tiếng Anh mình không có gành thua rồi. Đó. Nè. Để chữ quy ở đây nè. Đó. Cái này cái rất là đẹp anh em, cái xương này nó làm rất là chắc tay luôn. Rất là cầm nắm, hiệu này là rất là chất lượng luôn nè. Miệng này rất là ok. Đó. Cái miệng nè. Rất là nhẹ nhàng anh em. Mở rất nhẹ nhàng luôn, rất là trơn tru luôn ha. Mở miệng của nó nè, đó, rất là thích luôn ha. Rất là ok luôn, miệng không lả luôn ha. Nè, miệng rất là ok luôn đó. Cái này để em đo cái độ hở của nó đây. Em đo cái độ hở của nó cho anh em coi ha. Hết ga của nó nè, độ hở của nó là 3 phân rưỡi anh em. Đó, độ hở của nó là 3 phân rưỡi, chắc mở được con ốc 35 á. Rồi rất là đẹp anh em. Đó, chiều dài 300 mm ha. Rồi ai thích con mỏ lết này chốt cho em mã số 3 ha, giá 350.000. Số 4 là một con cảo mini ha. Cảo mini là rất là đã luôn nè. Cảo mini này ok luôn nè. Để em quên dặn em đo cái chiều hết hành trình của nó bao nhiêu ha. Dặn rất là nhẹ nhàng anh em, không có gì lu bu á. Có lỗ luôn ha. Để em đo hết hành trình nó bao nhiêu ha. Hành trình nó là khoảng cái cốt của nó khoảng 8 phân anh em. Nè. Cốt 8 phân ha. Đó, bề ngang của nó nè, bề ngang cái chỗ phần trên chữ T của nó là tầm khoảng 6 phân ha. Đó. Đó. Rồi ok, cái này để cảo bạc đạn nhỏ nhỏ mini rồi nhà mấy máy khoan mấy vít rồi đó, cảo mấy chuyện nhỏ nhỏ ok lắm. Rồi con này số 4 giá 250, cảo nhỏ mini ha. Số 5 một con xịt hơi nha, con này bao xì nha anh em. Xịt hơi của thằng Kinky vậy nè. Đó, Kinky. Không thấy nó để da băng anh em. Cái này nó chắc có bệnh, nó sơn lại hay sao. Kinky, của thằng Kinky. Này test rồi anh em. Ok. Rồi giá 250.000. Bao xì anh em. Số 6. Số 6 là một con kìm. Kìm này là em không thấy hiểu hết gì trơn mà nó chắc tay lắm. Ở chính giữa này nó có cái ảnh nè. Ở trên đây là một cái lử nhét cho cái rãnh đó, em không biết cắt cái gì luôn, anh gì anh em nào biết mua xài ha. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn, lò xo còn rất là dày luôn. Đây có chữ da băng nè anh em, thấy không? Đó, da băng ha, anh em thấy kỹ chút xíu nè, đây da băng ha, thấy không? Đó, này của da băng Nhật. Nói chung em lượm cái đồ này là đa số da băng hết à. Nó những cái vật dụng gì đồ của nó khác mình là nhìn mình biết ngay à. Còn của Việt Nam hoặc là của Tàu hay là của Đài Loan nhìn mình biết ngay, nhận biết nhìn nó mấy người kia nó làm nó không chắc. Thì ai thích con kéo này giá số mã số 6 giá 250.000 nha. Đó. Kéo này để cắt bonsai, cắt cái gì nó không biết. Đó. Chốt lấy ok ha. Đó, 250.000.
Thì chiều dài con kéo này là em đo luôn, nó tầm khoảng 20 phân ha, 20 phân. Kéo này rất là nặng luôn ha, nằm chắc tay lắm. Rồi số 7 là một con cà lê đuôi chuột ha, của thằng Super. Một miệng là 26, một miệng bên đây là 21 ha, hiện đây 26 nè, có cái chốt đảo chiều ha. Đó, rất là ok luôn, đảo chiều lại nè, miệng của nó là rất là ok luôn ha, mà rất là đã luôn, chưa có dấu lả luôn ha, rất là ok luôn. Rồi chiều dài con đuôi chuột này nó tầm khoảng 3 tấc rưỡi anh em. Con đuôi chuột này dài 3 tấc rưỡi ha. Rồi ai thích con đuôi chuột này chốt cho mã số 7 giá 300 ha. Đuôi chuột lớn nha. Số 8 là một con kiềm thuốc đa năng ha, mắt in da băng, nó chóc sơn đây, mắt in da băng đây. Này của Makita hay là mặt veo gì nè, thường thường này là mặt veo. Đó, mỏ trước nè. Mỏ trước là nó 1.25 ha. Cái bên là 2 chấm, cái bên là 5.5. Mấy cái lỗ này là mấy cái lỗ dạng như mình cắt dây điện hay tuốt dây điện kia đó. Lỗ tròn tròn này nè. Đó. Còn cái này thì mình để mình cắt ha. Chính giữa miệng này mình cắt. Nè, cắt ha. Rất là ngọt ngào ha. Còn mấy cái lỗ nhỏ này là cái lỗ như dây điện của em là 2 chấm, em thọt vô lỗ 2 chấm nè. Nó từ 5.5, 3.5, 2 chấm nằm đây ha. Đó. Đó. Rất là ok, rất là ngọt ngào ha. Dù 1.5, 1.25 này thọt vô lỗ nào đúng cái xây của nó. Rồi. Chiều dài con này cũng tầm 2 tấc 2 nè, 2 tấc 2 nè, 2 tấc 2 50. Rồi. Chốt con này chốt cho em mã số 8 giá 150.000 nha. Rồi tiếp theo là một con số 9 này là con mẫu lết bình thường luôn, mẫu lết thường ha. Chiều dài nó 250mm ha, cũng hiệu tin gì nè ha. Đó. Nhìn cái con này là khác, cái Việt Nam mình xa lắm. Đó. Cái độ gơ rất là ít ha. Con này cũng nhẹ nhàng chân chu luôn ha. Đó. Nhẹ nhàng chân chu luôn. Để em đo cái độ mở lưỡi của nó. Cái độ mở lưỡi nó là 3/1 anh em, là mở được ngóc 31 ly. Rồi. Ai thích con mô lết bình thường này chốt em mã số 9 giá 280.000 nha. Lết nó cầm rất là nặng, rất là chắc tay luôn nè. Đó. Miệng rất là ok ha. Miệng nó không có lả, miệng ok luôn. Miệng không có lả ha, rất là sáng bóng luôn, ngon lành, độ rơ rất là ít luôn ha, sát vô càng sâu vô nó không có rơ, đó. Rơ nhẹ nhẹ thôi, rơ mức độ cho phép nè ha, khi mà dính vô con ốc rồi là nó không có rơ nha anh em, cứng ngắc luôn, độ rơ là mức độ rơ cho phép, nhưng mà không phải như kiểu hàng của ở chợ nha, hàng chợ mình thôi khỏi bàn anh em quá biết rồi, này dặn ốc ít khi nào lả lắm. Rồi 280.000 mã số 9 nha. Số 10 là một con kéo cắt ton ha. Cái này về được cái kéo cắt ton ngon lành luôn. Kéo ton miệng của nó là khá ok ha. Đó. Nói chung là về mình mài sơ lại nó mới bén anh em. Nói chung hàng lâu ngày là đương nhiên nó phải ấy rồi. Xài cái gì cũng vậy, lâu thời gian lâu thì nó cũng phải ấy thôi, cũng phải mà mài đây thôi. Cái này chiều dài nó khoảng từ 25 phân anh em, 2 tấc rưỡi á. Rồi, chốt con kéo này chốt em mã số 10 giá 250.000 ha. Này nó để chữ Nhật đây nè ha. Đó. Cái này này không thể lẫn vào đâu được, hàng Nhật rồi, chánh tông. Rồi, tiếp theo là một con kéo đất cành ha. Kéo cành là chưa vệ sinh nên anh em. Còn rất là xù xì luôn. Còn chưa có đẹp lắm. Chiều dài con kéo cắt cành này nè, chiều dài con kéo cắt cành này là 2 tấc 8 18 phân anh em, 18 phân ha. Con này nó để em coi có chữ Nhật không, con này
để mình coi con này có chủ nhật không. Xét quá không thấy đường anh em ơi, em không thấy chủ nhật luôn mà điều để kiếm. Thường thường mấy con kéo này ưa có chủ nhật lắm, thì kéo này nhìn anh em biết rồi, hàng bãi chắc cú rồi mà điều không có chữ nghĩa gì trên đây. Em coi ra. Khi nó in trên lữ mình không thấy, bình thường nó in một là nó in chỗ này ha, hai là nó in dưới này, ba nó in đây. Em chưa chà rửa sạch sẽ, lữ nó chưa bén hung nha, bén mà nhưng mà bén chưa chưa đã hung nha đây. Đó. Rồi ai thích con kéo này chốt cho em mã số 11 giá 200 cái các cành ha, kỹ anh em đó. Con ốc đang đưa ở đây nè, ví dụ như nó hở thì mình siết vô ha. Rồi các bắt cành giá 200. Tiếp theo là con 12. 12 thì em có hai con A và một con B đó. Con A là đây, cũng đồng giá luôn, ai thích con nào lấy con đấy đó. Một con A là của thằng Ami ha, vì ARM nè, ARM nè ha, ARM chiều dài nó 150 cho nên anh em để nó 150 nè ha. Dấu chích nhật nằm đây ha, dao băng nằm dưới ha. Đó, rất là rõ ràng luôn ha, dao băng nằm dưới, dấu chích nhật nằm trên. Thì con kiềm này găng của nó rất là ok nè, găng của nó rất là ok, găng cỏ rất là ok ha, găng trong ra ngoài ok luôn, cắt cái ha rất là ngọt ngào anh em, cắt nó trong cái trong ngoài ok hết ha, trước đây ha. Cắt meo quá còn dính này ha, xích vô trong chút rồi rất là ngọt ngào luôn. Rồi ai thích con kiềm này chốt cho em mã số 12A 120k ha, 12B cũng 120k luôn. 12B là nó là một cây kiềm của thằng Fujita ha, kiềm của Fujita nè, nó để nè Fujita 1050 nè, chiều dài nó cũng 150 luôn ha, chiếc chiếc nhật nằm đây ha, để mà mát in mà đền ra băng luôn ha. Đó. Đó. Con này là chắc cú rồi ha, không đường nào phản hàng nhái hàng gì hết, để mà tin ra băng đây luôn ha, rất là ok luôn ha. Đó. Nhìn rất là lịch sự anh em, nó cũng còn hơi gít gít nha anh em, ngày găng của nó nè, răng trên răng dưới vô ok hết ha. Đó. Răng trong nè, cho anh em cắt răng trong cái đó, rất là nhẹ nhàng ha. Đó. Rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi cũng 120.000 12B nha anh em. 13 là em có hai kiềm, cũng kiềm điện nữa nhưng mà nó xây lớn hơn chút nhíu xíu nha anh em. Con này để em đo coi. Xây lớn, con này tấc 8 ở tấc 9 anh em. Con này tấc 9 ha. Rồi con vàng này cũng tấc 9 luôn á. Rồi tấc 9 luôn, hai con tấc 9 hết ha. Thì con này là đầu tiên là con 13A là cũng Fujita ha. Fujita da băng đây, cán da băng này, để chữ A là da băng hết. Đó. Nó hơi dập dập cán cao su chút nha anh em, coi kỹ ha. Nè, da băng ha, chữ A có mũi tên ngang nè. Đây cũng vậy nè, Fujita ha. Đó. Số dít nhận nằm đây ha. Rồi cắt. Rất là ok ha. Rồi, găng cái đó. Găng trên găng dưới là ok hết. Rồi. Rồi, thích con này 13A 150.000 ha. 13B. 13B cũng 150.000 luôn anh em, nó cao su nó bị bong đây ha. Thì có gì đâu, cái này mình muốn xài điện thì mình quấn thêm keo. Hoặc là mình tháo này ra mình thọt ống cái nhựa vô cao su vô. Thì nó ngon lành thôi, có gì đâu. Xài điện thì nó chống giật ha. Còn cái này thì nó hơi bong chóc do vận chuyển anh em. Cắn. Rồi, coi găng trước đi ha. Ok ha, răng dưới ok ha, răng trong kết luôn ha.
Rất là ok luôn ha. Rồi. Rất là ok luôn ha. Rồi, 150.000 đồng giá anh em. 10A, 13A, 13B đồng giá 150.000 một cái. Rồi, 14. Tới 14 là con kìm tấm cốt ha. Tấm cốt. Tấm cốt của thằng Lotter anh Tôm ha. Nè, cái miệng hở rất là hở luôn ha. Cái này thích hợp cho những anh em nào mà sửa xe Honda ha. Sửa xe máy là xài cái này ok, tại vì nó lỗ lớn nè. Rồi, con này giá 300.000 ha. Con này anh em mua rất là nhiều rồi. Không có là sửa xe Honda tuyệt vời luôn. Rồi 28 phân anh em, là 28 ha. 28 phân. Chiều dài 28 phân. Rồi lỗ của nó trên này là lỗ được lỗ được 5.5 nè. Ở đây là số 8 nè. 5.5 đây số 8 ha. Còn đây là 14 vậy nè. Nói chung anh em nào gành cốt thì ok à. Nhìn biết rồi. Đó. Rồi, giá 300.000 ha anh em. 14 giá 300 ha. 15 là một con búa ha. Một con búa là một búa đóng đinh loại này rất là ok anh em. Nó có cái ngàm nó sâu vô đây luôn nè, rất là có thế luôn ha. Đó. Ngàm nó sâu vô trong rất là có thế luôn ha. Búa này rất là đã luôn. Cái cán này là cán bằng không biết cái gì anh em, nhựa nó không phải nhựa mà gỗ nó không phải gỗ nó cái gì á. Em cũng không gành nó cái búa này. Thấy cái búa này kiểu đẹp quá nè, nó đổ bích luôn. Rất là đẹp luôn. Búa này đổ vậy là mình xài rất là sướng, không có ruột. Chữ ở đây toàn chữ tiếng Anh không, em không biết đường đọc anh em. Chịu chết rồi. Đó. Và anh kia anh em mà biết đọc giúp em ha. Đây cũng vậy nè. Nè. Retune vậy nè ha. Con retune vậy nè. Cái này tiếng Anh không, không lẽ nó của Mỹ anh em. Không biết đường luôn. Rồi, ai chốt con số 15 này. Cái búa này giá 250.000 anh em. Cái búa này rất là đẹp luôn. Miệng nó rất ok luôn ha. Không có xài gò nhưng mà xài không có dạng như không có còn 100% nhưng cái này còn khoảng 80% anh em. Chạy chạy xíu ha. Búa này là rất là ok luôn nè, dạng như nó đàn hồi á. Mình cầm nó mình đóng đinh nó rất là sướng. Rồi, mã số 15 250k ha. 16 là cũng là một cái búa nhưng mà đầu vuông anh em, hai đầu vuông ha. À. Có chữ gì ở đây nè anh em, ở dưới đây cũng vậy nè. Này chắc hàng Nhật rồi, Nhật nó ưa có cái này lắm. Còn kia của Mỹ quá, Mỹ nó không làm, nó ghi làm thương hiệu trên cán là được à. Còn này nó đóng vô sắt mà nó không làm trên cán Nhật á. Còn cái phần này nó bằng gì anh em không biết luôn. Giống như cái cát nãy vậy đó. Cái này bằng gỗ không gỗ mà nhựa không nhựa mà nó làm gì ngộ lắm. Sợ ti tinh hay gì á. Rồi. Để em đo cái đầu búa này coi. Khoảng 9 phân rưỡi anh em. Cái miệng này. Cái miệng này hình chữ nhật nha anh em. Cái này 3 phân. Cái này 3 phân rưỡi anh em. Đó, hình chữ nhật chứ không phải hình vuông nha. Đó. Lõm nè. Nhìn cái phần này nó lõm vô rồi nó phình ra ha. Hai đầu to với giữa nhỏ. Lõm. Nhìn búa này đóng rất là đã luôn ha. Rồi, số 16 giá 300.000 anh em. Chiều dài con này là 3 tấc 6 anh em. Chiều dài con này là 3 tấc 6 cả cán luôn á. Giá 300 ha. 17 một con cảo ha. 17 là một con cáo của thằng Sumat ha. Sumat là 727 nè. Đó. 727 Sumat. Con cáo này là nó bị bằng gỗ anh em, nó bị bể gỗ, cắn bể hết. Hết cái cán gỗ nè, cái này mình dễ mà. Tra cán khác vô là xong. Này chưa vệ sinh anh em. Còn ok nè. Đẩy lên đẩy xuống mà nó, cái này nó đẩy xuống không có tuột anh em. Đẩy xuống không có tuột được à, cái này đẩy xuống nó không tuột được anh em. Nó có cái lẫy đây nè,
đó, tới đây là hết cỡ, nó không có xuống. Em đo chiều dài con này coi, đo từ miệng này anh em đặng nó ôm được bao nhiêu á, nó kẹp được khoảng 2 tấc 2 á, 2 tấc 2 anh em, cái hàm nó chắc trừ hao cái nút này nữa chắc còn 2 tấc á, cái miệng nó ngậm được 2 tấc á. Còn cái mỏ của nó là từ từ đây vô đây đi, mỏ nó ngậm được 9 phân gửi anh em, độ sâu vô 9 phân gửi á, 9 phân 50 luôn nè, 9 phân gửi á. Đó thì con này có giá là 17 ha anh em, mã số 17. Ai thích con cảo cảo GF này ha, cảo GF này chốt cho em mã số 17 giá 300 ha. Con này con Somat nha anh em, Somat Nhật. Rồi thứ 18 là một con dội ha, con dội giá 200k, dội này cút ra cũng vô ok nè ha. Đó, dội nó hết luôn ha. Đó, dội này mình để cho mấy anh thợ xây. Đó, rồi ai thích dội này chốt em mã số 18 giá 200 ha. 19 là một con cảo ha, 19 là một con cảo. Rồi một con cảo 19, một con cảo để em đo hết hành trình ha, để em đo bề ngang không là nó bề ngang nó 2 tấc, nó 1 tấc rưỡi anh em, ngang nó tấc rưỡi chiều xuống đó nè, xuống đó là khoảng 2 tấc rưỡi anh em, 2 tấc 450, 2 tấc 450 đó, từ cái chốt miệng trên đây ha dài xuống nè, từ đây là dài xuống cái cuối cùng luôn nó khoảng 2 tấc 450 đó. Còn cái tay của nó nè, mình đo cái tay của nó là từ miệng trên xuống miệng dưới nè, nó tầm khoảng 2 tấc 950, rồi gần 3 tấc anh em, 3 tấc cái tay của nó. Thì này con super luôn anh em nè, chưa vệ sinh nè, super nè. Con này mã số, con này nó mang số 8 nè ha, cảo số 8 nè, 8 rất là đẹp luôn, hai bên cũng rất là ok. Nó đang dặn ở cái lỗ trên, mình có thể tăng đưa xuống lỗ dưới anh em đó, rất là nặng. Con này gần 4 kg nha anh em, 3 tấc 3 kg 8 vậy. Rồi con này giá 1,2 triệu anh em, số 19 giá 1,2 triệu ha. Cảo này nó cảo là để cho mấy anh ga ga ha, cảo mấy ông làm bên cơ khí rồi đó. Rồi tiếp theo là một con tiếp theo ha, cái tiếp theo là một cái gầm ên. Vậy qua cái gầm ên này rất là đẹp luôn, cái này là 2 cái lỗ để dắt đũa anh em, cái bộ đũa nó mắc rồi. À, cái này hai bên là 2 cái lẫy gài ha. Đó, mở ra, mở ra trong đây có 3 ngăn, 3 ngăn đó, 3 ngăn luôn. Cái này mình có thể nè, rất là sáng hới ha, bóng loáng luôn đó. Cái này mình để cơm ha, cơm vô này nó nắp tủ rất là lịch sự ha. Hai là mình để canh cá vô đây ha, đây ngăn nữa mình để thêm cái rau cải gì đó ha. Rồi để lại rất là lịch sự ha, cho mấy anh tài xế, mấy anh đi ruộng ở ngoài, mình thức ngoài đồ nó hơi chạy chút xíu anh em. Cái này không biết của ai luôn, lịch sự. Rồi em đo cái chiều dài cao nó đó, chiều cao nó khoảng 2 tấc 2 anh em, 2 tấc 1 ha, bề tròn của nó tầm khoảng 1 tấc 2 ha, bề tròn của nó nè, bề tròn của nó 1 tấc 2 tấc 250 á. Rồi ai thích con gầm ên này chốt cái mã số 20 giá 350 ha. À, tiếp theo là một con bình giữ nhiệt ha, bình giữ nhiệt này em có để nước đá vô đây nè, test vô đây là con này nó không có nước đá nha anh em, nó không có hầm hơi ha, con này rất là ok, nó không có hầm hơi, nó không có ra mồ hôi là ok. Con này bữa em có cái em xách đi em đi uống là em để cả buổi trời là nước đá ok luôn nha anh em, đây rất là ok luôn, không có hầm hơi chút xíu nào cho anh em.
Mà em để nãy giờ mấy tiếng đồng hồ đó, nước đá ok là bình thường, không có nguyên luôn nè. Nó không có gịnh mồ hôi ra ngoài là rất là ok, giữ nhiệt tốt lắm anh em. Rồi, con này là để khoảng là 0,56 lít, là có nghĩa là 56cc anh em, 56 nè. Để cũng như là 56 ml á. Rồi, 250 ngàn anh em. Chiều cao nó là 2 tấc 3 anh em, 2 tấc 3 50 luôn á, nè 2 tấc 3 50 ha. Còn cái chiều ngang của nó là khoảng 7 phân rưỡi ha, đó còn rất là ok, rất là kín luôn đó. 21 với 250 anh em. Những anh nào đi làm đem đó theo uống rất là ok luôn. Tiếp theo là một con bình giữ nhiệt luôn nha. Bình giữ nhiệt này em cũng có để nước đá ở đây sáng giờ luôn rồi đó, mà nó còn y nguyên à. 2 tấc 7 50 ha. Cái bề ngang của nó là 8 phân anh em, 8 phân 2, 8 phân 3 luôn á. Rồi, đây là rất là ok luôn, không có ra mồ hôi nha anh em. Đang có nước đá nè, đang đổ nước đá ở đây, nó không có ra mồ hôi, có nghĩa là nó rất là kín. Đó. Nè, đá còn rất là ok luôn, rất là ok luôn nè, còn y nguyên luôn á. Nói chung là em test hết, em test bán cho anh em đi, khi ra về ngoài anh em mua về mà xài không được rất là buồn, cho nên em cũng tâm lý những chuyện đó, cho nên là cái nào bán không được là em không bán. Lỗi em báo lỗi, cái này còn ok nha anh em. Cái này của thằng nào đây? Con này made in Japan luôn em ha. Made in Japan luôn. Đó, made in Japan luôn ha. Con này nó để là nhiêu lít ta? Made in Japan rồi nó để nhiêu lít nước? Nó có bao lít nè. Con này chắc cũng khoảng cỡ nửa lít trở lên. À, nó để lít là 0,6 lít nè anh em ơi. Là hơn nửa lít ha. Hơn nửa lít xíu. Rồi, con này 22 giá 280.000 anh em. Quên con này nữa. Quên con này là con con này là made in Japan luôn anh em. Con này hồi nãy là made in Japan luôn, cái gì nè. Này. Đây nè. Con này made in Japan luôn ha. Rồi. Con này giá 21 với 250. Cái con 23. 23 là một con này để đây như lúc đây. 23 made in Japan luôn ha, con này Japan luôn. Con này nó để nhiêu ta? Để à 1.8 hay gì nè, 18 số 18 đây không biết, chắc lít. Để em tháo ra coi. Này không được lít 8 đâu. Con này chắc tầm lít. Này nó có nút nhấn luôn anh em. Này nó có nút nhấn luôn ha. Nhấn đây nó hở ra mình uống, còn ví dụ như mình không uống đóng lại. Nó là kính luôn ha. Xong rồi mình uống để cháo lao hay gì đó mình để ở đây. Để đây mình góc nhanh á, cái mình góc nhanh này mở nắp ra anh em. Đó, góc nhanh này lỗ nắp ra. Thì sáng giờ luôn á, em để nước đá là sáng giờ mà nó không chịu tan luôn nè. Y nguyên luôn á. Mà nó không có gượng mồ hôi ra ngoài nè anh em. Hoàn toàn không có gượng mồ hôi ra ngoài ha. Rất là ok luôn. Bình giữ nhiệt của Nhật là rất là ok, một là của Nhật, hai là của Thái, rất là ok luôn. Còn của Việt Nam ở Trung Quốc thì em không có hứa nha. Còn cái này em bán đồ bãi cho nên là lựa toàn là một là của Thái, hai là của Nhật hết. Nó bán đồ China cũng như mua đồ mới ở đây rồi, mình mua đồ mới sướng hơn. Đó. Cho nên là mình mua mấy cái này rất là ok. Đó. 280.000 số 23 anh em. Chiều cao nó là nhiêu? Chiều cao nó là khoảng tầm khoảng 2 tấc 7 anh em. 2 tấc 7. Cái miệng nó nè. Bề ngang nó tầm 1 tấc anh em. 9 phần rưỡi. Rồi, 23 giá 280 nha. Rồi, 24. 24 là có bị lỗi đây ha. Lỗi mới móp ở đây xíu không quan trọng.
con này của con nào đây, quên nữa, con này của ai ta, à con này của da băng anh em, con này mắt đen da băng ha, con này của nào đây, nhầm con, để nhầm con nó dán tem mấy anh em rồi nó bị chóc luôn. À, con này mắt đen da băng luôn ha, mắt đen da băng luôn nè. Con này thì 1,2 lít anh em, 1,2 lít nè, 1,2 lít mắt đen da băng luôn ha. Đó, mắt đen da băng nó đóng gọn gàng nè, mắt đen da băng ha. Đó rồi, chiều cao của nó là 3 tấc 350 anh em, chiều cao nó là 3 tấc 350. Rồi chiều ngang của nó, chiều ngang của nó 1 tấc anh em, cũng là 9 phân gửi luôn. Rồi ok, em cũng để nước đá ở đây luôn, nguyên cái này là em test chơi rồi, sáng giờ em để sáng giờ đặng cho nó, đặng cho nó ấy anh em, đặng cho nó test nó có bị lỗi không, rất là ok luôn. Có một nước đá đây nè anh em, nước đá rõ ràng ha, nó cản này nó không ra được nước thôi, nó cản nước đá lại cho mình uống nước thôi, rất là ok luôn, rồi sướng ha. Mình nó cản lại cái mình chỉ là lấy nước thôi, còn nước đá là để cà phê vô đây mình uống nước cà phê thôi, còn nước đá là để lại nó cản lại, rất là ok. Rồi mã thích con này chốt cho em mã số 4 ha, mã số 4 giá 350 ha, 350 ngàn. Còn dây nhợ còn rất là đẹp anh em, con này rất là mới nè. Tiếp theo là một con này của thằng Yoshirushi ha, Yoshirushi. Chiều cao có nước đá nè, em test hết đó. Mình để đây là tầm khoảng 3 tấc 350 nè, bề ngang đó nè, chiều dài nó 3 tấc 350, chiều ngang nó 1 tấc ha. Rồi test luôn, con này có chén nè, con này có ly nhỏ nè, ly nhỏ uống cho nó ok, cũng cái này là hiệu con voi anh em, hiệu con voi ha, cái thương hiệu con voi này là nồi cơm điện là rất là ok luôn, mình đá rất là ok luôn ha. Cái này là anh em bao anh em xài rồi, kính hơi vô cùng, nếu mà em để nó không kính hơi là nó gịnh mồ hôi ra ngoài dữ lắm nha anh em, gịnh mồ hôi ra mình thua, lúc mình mua là phải mua mù mà, thì nhiều khi nó cũng hư, cũng phải chịu chứ, giờ mình mua mù mà chứ mình đâu có cho mình thử đâu. Đó, con này rất là hoàn hảo anh em, không có móp mít gì chân ha. Rồi giá 350k ha, số 25 anh em, số 26. 26 là cũng một con hiệu con voi luôn, hiệu hiệu voi nè, voi của thằng Joji Hushi nè. Chiều cao, chiều cao con này để em đo, chiều cao con này nó tầm khoảng 3 tấc 2 nè, 3 tấc 2, em đo cũng hảo hảo thôi nha. Rồi, chiều ngang nó cũng 8 phân gửi ha. Rồi con này của thằng nào đây, thì con nãy cũng nhật luôn nha, mắt đen da băng ha, con này cũng nhật luôn, thì mấy thằng con voi này là nhật hết à, nè mắt đen da băng ha, này nó để là 0.9 lít, 0.91 lít, là có nghĩa là gần lít chứ chưa được lít, cả như 900 ml nha. Con này giá 300 anh em, số 26 giá 300 nè, đó số 26 giá 300 ha. Rồi trong đây cũng có nắp hiệu con voi luôn, Yoshi vậy nè ha, Yoshi Gucci. Đây không có 2 tầng, nó nắp 2 tầng nghe nè, nó nắp này nắp 2 tầng luôn, ở trong đây có 1 tầng nữa nè, đó ha, nắp 2 tầng luôn ha. Ví dụ như mình uống nước cà phê mình muốn cản đá lại thì mình nở này ra ha, hí này ra là nó chảy nước ra, còn mình uống cháo lau gì mình đổ vô đây thì mình nở nắp này cho nhanh ha.
Đó, em cũng gót lại cho anh em xem. Rất là ok luôn. Nước đá để sáng giờ luôn đó là ok luôn. Nếu mà nó không giữ thì nó tan nó mất tiêu hết à. Rồi. Không có miếng mồ hôi nào chứ anh em. Rất là ok, rất là bình thường luôn. Giờ vô rất là bình thường luôn, không có gì gọi là lạnh hết á. Nó không có tỏ nhiệt ra ngoài. Rất là kín. 26 giá 300 anh em. Rồi tiếp theo 27. 27 là một con này là con gì đây? À cũng là Joji Gucci ha. Hiểu con dâu luôn. Này là con dâu chắc ăn rồi. Này là mắt in ra băng đây ha. Con này thông số kỹ thuật đó là 1.2 ha. 1.2. Thì 1.2 này. Con này cũng da dẻ nó hơi xấu xí xíu, chạy sơn anh em. Cắn vận chuyển về. Anh em nó không quan trọng mua mấy con này, xài chất lượng luôn. Chiều dài nó cũng là 3.2 anh em. Phỏng thôi. Thì quan trọng là cái thể tích chứa của nó là khoảng 1.2 á. Còn bề ngang nó khoảng tầm non tắt chút anh em. Cán nó cũng có dây luôn ha. Vậy nhờ đồ ok luôn. Con nào có dây thì em để dây nguyên luôn ha. Còn nào không có dây thì thôi. Đây tháo cho anh em cái. À con này có chén luôn anh em. Chén luôn ha. Đây con này có nút nhấn luôn ha. Nút nhấn rất là đã luôn ha. Đó, mình dùng mình cũng muốn cái mình mở ra, đẩy qua. Đó. Đẩy qua nó hở ra ha. Cái mình không uống, mình uống xong cái mình đóng lại. Rất là kín luôn ha. Để em chút cho nó chảy nước ra không. Không hề chảy nha anh em. Có nước trong đây mà không chảy nè. Thấy nó đơn giản vậy đâu mà nó kín. Nè, cái này đẩy ra luôn ha. Đẩy ra chảy nước ra nè. Này trắng quá, không thấy đường. Nè, cái này chảy ra nước ra ha. Đó, chảy nước ra ha. Còn đóng lại là không chảy nè. Đóng rồi là không chảy nè. Không, rất kín luôn, không hề là chảy cái gì. Cái này là cũng như là em mới gót hồi nãy đó. Thì nói chung là đẩy mở ra nè. Mở ra. Ha. Con này rất là ok luôn. Đó. Con này anh em mà để uống cà phê là rất là ok luôn. Kính hơi dữ lắm. Con này rất là tiện luôn. Có nắp chén ha. Đóng lại. Để cho các bác ngoài Bắc uống trà chuẩn bị mùa đông tới ha, mình uống trà để trong đây giữ nhiệt rất là ok luôn anh em. Rồi con này số 27. Giá 350 ha. Số 28. 28 là một con inox ha. Con này là inox rất là đẹp luôn, không có mớp méo gì hết. Đó. Nó bị cắn đây xíu nhẹ nè ha. Rồi con này. Con này có chén luôn anh em. Này có hai nút luôn ha. Trên là nút dưới luôn. Đó. Rất là ok. Nước ha. Đó, nước đá em để. Rất là ok luôn nè. Ok ha, nước đá nè, gót vô. Đóng lại. Con này con nào đây? Hiệu con voi nè anh em. Đó,
Yuzigushi là hiệu con voi này nè, mát lên da băng luôn ha. Con này 1.2 lít nha anh em. Con này bóp cái chén vô để em gót cái này coi nó chảy ra không, rất kín, không có hề chảy gì hết, rất là kín luôn. Con này là nắp đây, con này giá 380.000 anh em. Số 28 ha, 380.000. Rồi, em hôm nay gồm có những sản phẩm đây, anh em nào thấy được alo cho em ha. Thì những clip hôm nay em có dựng như đây thôi. Anh em nào được alo em. Còn không được mình xem cho vui ha. Rồi ai thấy được, ai thấy hay thì nhớ cho em một cái like ha. Làm động lực làm cho nhớ nhấn cái chuông á, cái chuông mấy bên phải, nhấn cái chuông vô cái mình nhấn cái chữ tất cả rồi đó anh em, nhấn cho đó là ngày một anh em mới đều biết tới em, anh em cũ thì sẽ được xem những cái video mới nhất tiếp theo ha. Rồi bây giờ xin chào anh em, hẹn gặp lại.